Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kiên. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với game Best Simulator và nó đã có một cái cập nhật nữa, đó là Dark Master Best. Thì cái loại Dark Master này thì nó sẽ cao cấp hơn cả cái Rainbow nữa, có nghĩa là 10 con Rainbow sẽ được sẽ tạo thành một con Dark Master Best đó. Thì nói chung là mình cũng có, nói chung là bây giờ là cái khả năng mà mở được cái rương này nó cũng khá là cao rồi, nên là bây giờ mình mở đã được cũng lên được gần tới 7 tỷ Moonkun. Đó, 7 tỷ Moonkun. Và bây giờ thì nguyên một cái đám bet của mình như thế này đây. Một cái đám bet như thế này đó. Cao nhất mình đã có được con Rainbow của Hydra luôn rồi. Ủa nói chung là mở cũng dần khi lắm mới mở được của nó đấy. Và nói chung là một nuôi cái Rainbow của cái con Chimera, mấy con này là mấy con rare nè, đó. Con này là siêu rare luôn chứ không phải là, nói chung là cũng hiếm ấy chưa nói là hiếm nhất. Hiếm nhất là còn một con nữa, nhưng mà mình không thể nào mà mình mở được, không biết là có cách nào để mở được con này hay không. Con này nè, đó, nói chung là mình chỉ mở được có mỗi con này thôi, còn con này không bao giờ mở được. Thiệt luôn á, này tôi tính ra tôi cũng mở được gần 500 quả trứng rồi đó mà không hiểu sao mà nó lại không ra hơn 500 quả trứng luôn. Hey, buồn thì chứ, mà thôi, nói chung là bây giờ mình sẽ, nói chung là nó cũng cập nhật nhiều cái lắm, nhưng mà có một cái limit time S nữa là quả trứng đó khi mở ra thì nó sẽ cho mình toàn là best rainbow không, nhưng mà nói chung là mọi người đừng nên mua nó. 325 Robux lận chết gì, 325 Robux mà lỡ như nó ra những cái con best mà nó còn thú quắc hơn cả cái con mình đang xài hiện tại thôi thì nghĩ thường là mấy cái quả trứng limit time nó không cái nào nó cũng thúi đó, không có nó thơm cả. Rồi với lại để coi cái gì mới đó cả. À, nói chung là cũng không có cái gì mới ngoài cái Dark Master Best thôi. Đây, khi mà rê vô một con Rainbow á là nó sẽ có nè Mat nè, Dark Master nè. Mà thôi nói chung bây giờ là mình sẽ tạo trước mấy cái con Dark Master dưới này đi. Thì cái chỉ số mà của con Dark Master á là nó sẽ cao gấp 3 lần. Thế nhưng mà đọc là nó sẽ cao gấp 3 lần cái con Rainbow. Ví dụ như Rainbow 2 triệu đi thì nó sẽ lên được cái 6 triệu, không biết có phải hay không nữa. Thử cái biết liền gì. Đó, ý xì luôn 6 triệu. Quá đẹp. Đúng 6 triệu luôn. Rồi mình sẽ tạo được hai con Dark Master và ba con Dark Master lần nha. Tại vì mình chưa tính là mấy con ở dưới này nữa. Mình sẽ tính là đó, Dark Master liên. Wow. Ủa vậy là tổng cộng mình đang có mấy con rồi? Tổng cộng là hả? 13 triệu. Wow. Wow. Một con Dark Master 13 triệu. Ôi con này khủng nhất rồi đó, giờ mình thấy luôn. Ok, nếu như mà mình nghĩ mà con Hydra này mà lên Dark Master là tới 12, 8 x 3 là bao nhiêu, 8 x 3 4 là 24 triệu lần. Con này mà lên Dark Master là phải nói là thốn luôn ấy. Oh man, phê quá, bút bắt nó ra liền. Ủa lộn, đâu phải bút bắt mà là test out nó chứ, test out nó nè, test out luôn. Rồi cũng may là nó lấy những cái con mà thấp thấp nó chừa lại những con cao cho mình đó chứ. Bây giờ mình được 7 con rồi. Đáng thiệt chứ. Bây giờ buộc lòng phải gọi một con Gold Hydra vô. Ủa, Gold Hydra hình như mình cũng có thể lên được Rainbow mà. Trời. Easy. Yes. Đó, đây là một cái dàn best của mình. Wow. Quá đẹp luôn. Oh man. Ôi, tổng cộng là mình có được 3 con Dark Master. Wow. Đẹp vãi chưởng. Ok, hai con bet hiếm Hydra. Ở đâu rồi? Mới thấy nó. Ủa mình chưa gọi nó ra hả? Nà nít, mình tưởng mình gọi nó ra rồi chứ. Đây. Đó, hai con bet Hydra Rainbow. Một con Dark Master Chimera nè, đó, một con nói chung là con này thông số, nó như tính thông số bình thường là nó sẽ thấp hơn con này, mà không hiểu tại sao bây giờ nó khi mà nó lên Dark Master cái là con này nó lại cao hơn con này luôn, nên là cũng hơi bị khó hiểu về cái chỗ đó đó. Mà nó kể thông số của nó ngẫu nhiên không à, nên mình cũng khó đường đoán lắm. Mặc kệ đi, nói chung là bây giờ mình lên cái mức này thì mình không biết là một lần mình sẽ mở một cái rương nó sẽ tốn bao nhiêu, khi mà cái đối với những cái thông số, những cái con bé hồi nãy á, con bé hồi nãy luôn là mình mở một cái rương vàng khổng lồ đó là mình sẽ tốn khoảng gần 30 phút là mở được rồi. Còn bây giờ là chắc mình nghĩ là nó sẽ còn giảm hơn nữa, là còn lại 10 phút chẳng hạn, hoặc là 15 phút gì đó. Mặc kệ đó đi, không quan tâm lắm.
Nói chung là mình biết là bây giờ là mình mở cực kỳ nhanh luôn. Ồ bây giờ sao đây đông thế? Trời. Quá sướng đi chứ. Rồi bây giờ mình có thể mở được một phát một là ba con đắt mấy trời rồi, nói chung là cũng gần mở, nói chung là mở cũng cả hàng ngàn trứng mới lên được nhiêu đây á. Phê lắm. Hiện tại giờ còn đang dư mấy con 2 4 6 7 7 cái con spy nè. Rồi 8 con đúng không? Ừ 8. Oh, man. Giờ đi quay lại mở nữa hả? Thôi, tôi không mở nữa đâu. Tôi đuối lắm rồi. Tôi đuối cực kỳ luôn. Trời, tôi mở cái hàng ngàn trứng tôi đuối cực kỳ luôn. Rồi nên là bây giờ mình cứ đứng ở đây để mình hưởng nữa coi mình sẽ ngó gì chứ. 32 triệu này không biết trong bao lâu nữa ta, bao nhiêu con bét nhỉ? 75 con bét hả? Có lộn không vậy? Như đây mà 75 con bét sao tính được? Như đây cùng lắm chừng 20 không biết tới chưa nữa, chắc 20 đủ á. Ấy bét mình nè, đó. Bây giờ mới để ý là con nào mà con bét của mình á, khi mà lúc họp á là nó sẽ có cái dòng này. Tính ra là để ý lâu rồi mà giờ mới nhớ. Ủa công nhận bé nó đẹp ghê ta. Ủa Dark Master. Mình không hiểu cái Dark Master nó có nghĩa là gì nữa, để thử. À Dark Master chứ, Master đọc lộn thành Master luôn. Ồ. À Mastery, ok mình hiểu rồi. Nó con này là được tạo bằng những cái vật chất nó siêu tối. Nói chung là dịch ra là nghe chuối quá nên thôi cứ đắt mấy cơ đi cho nó nghe nó ngầu ngầu tí. Ok đẹp thiệt. Đây một con của mình nữa, con này là con nào cả à, Aesthetics. Ủa con Aesthetics là con này chứ. À, con này là con spy, trời đất ơi con spy của nó thiệt tình. Còn con nào nữa hết rồi, hình như là có ba con đó à, còn lại là những cái con Rainbow bình thường đấy. Ok đây là một phút giờ cho phân nạp, phân nạp đường này là của bạn Minh, bạn đã vẽ cho mình, bạn đã vẽ cái nhân vật của mình, nhưng mà mình thấy cái cứng đứng này quen lắm nè, cứng đứng này mình nhớ đâu rồi. À rồi rồi rồi, nhớ là cái cứng đứng này ở là cái cứng đứng mặc định ở trong cái khi mà vào avatar đó, đổi 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 đồ á, là cứng đứng của nó như vậy á. Ok, mình nhìn hàng chi mình nhìn thấy nó quen quen lắm. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Thì bạn nào có fan nạp cứ gửi giúp phần cá nhân feedback, mình sẽ lựa ra và cho lên video ngay nha. Ok bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Đây, trời ơi. Khó khăn lắm mới được hai con này Rainbow đấy chứ, không phải sướng ít gì đâu. Và bạn nào mà mở thì cũng sẽ biết được là cái độ, mà nói chung là tùy người, nói chung là game này là nó có thù với mình lắm. Mình mở không bao giờ là được con bé nào ngon cả, bé toàn bé thúi không. Bằng chứng luôn toàn spy không. Có hai con, một con basic, một con normal, bạn mở giúp hai con đó không thì cần chứ. Ok 25 rồi, bây giờ là mình sẽ quay về lại đây để mà mình khui trứng tiếp. Kệ lỡ rồi khui trứng luôn chứ là để làm gì nữa, mà không biết chừng nào là nó sẽ cập nhật tiếp cái quả trứng tiếp theo đây. Đó, mấy thanh niên này cũng có được mấy con bé này nè. Ó vậy là khủng rồi, tôi dễ gì rồi, cũng mở chẳng khi lắm tôi mới được mấy con này nè. Trời ơi mở cái hàng mà hàng ngàn quả trứng luôn á chứ không ít đâu, hầu như là toàn ba con đầu tiên là nhiều nè. Đấy ok bây giờ bắt đầu mở thôi đó. Mới vừa vô thiệt tình luôn á, toàn có ethics không à. Đó, Chimera, Chimera bây giờ có vẻ như nó cập nhật lại rồi, mình ra Chimera dễ hơn chút. Chimera đâu rồi? Đây Chimera hiện tại giờ đang còn dư một con Gold nè. Còn mấy con Hydra này mình còn dư lại khoảng 7 con. Bây giờ mình mà mở thêm một con nữa là mình có thể lên được Gold của một con rồi. Cũng được. Ừ, nhưng mà không phải trong cặp này. Chắc là trung gian thôi chứ mà trong cặp này không bao giờ biết chừng nào mới lên được đủ 7 con thiệt tình. Ok giờ chỉ có việc là ngồi đây lít thôi, mà mình cũng biết thanh niên này là tổng cộng bao nhiêu con bé nha. Mình thấy ở đây là có 208 lộn, bao nhiêu tiền chứ,
Anh này thấy là 208 208 triệu hay là 208 tỷ. Cái gì mà lên để mà lên được 208 tỷ là phải nói là bạn ngồi bạn cày cái này cũng kinh lắm nè hả. Mình mới mở được có vài khoảng 7 rương. À đâu đâu. À, 4 rương chứ. À đúng rồi, 4 5 rương gì đó. Mới được có 4 5 rương thôi đó. 4 5 rương thôi đó mà mới được có 4 5 rương đó mà được mới được có 7 triệu à. Bây giờ đang cố gắng cày để sau này, để mà mình nghĩ là chắc chắn sau này nó sẽ ra được một cái bản cập nhật nào đó, nó sẽ rất là hao tiền. Ví dụ như mua ra một quả trứng mà giá với 1 tỷ thì sao mà 1 tỷ Mooncoin này là lúc đó là mình phải cày bao nhiêu tiền, bao nhiêu cái rương này mới chịu nổi được cái đó trời. Tại vì cày cái này cùng lắm mình chỉ nhận được có 1 tỷ 1 tỷ Mooncoin là chưa có 1 tỷ Mooncoin nữa. Một tỷ moon coin à, đó, cũng sắp xong rồi nè. Vậy tính ra, ủa vậy một con một nùi con bé gì mà mình thấy nó lúc cũng lâu chứ ha. Vậy mình nghĩ chắc cũng khoảng 15 phút cho một cái rương này, nếu như mà riêng một mình, riêng 8 con bé của mình thôi đó là khoảng được 10-15 phút. Tại vì như bình thường của nó thì cũng, nếu như bác cũ kia thì mình nghĩ chắc cũng khoảng 30 phút là mình đã mở xong được một cái rương rồi. Còn bây giờ thì mấy con bé này cấp nó cao hơn nhiều. 13 nè, 8 nè. Ồ quên nữa, chưa có gắn cái này vô nữa chứ. Unequip nó đi, bây giờ equip nó lại nè. Bây giờ để không làm gì, cộng thêm được điểm nào mừng điểm đó. Bây giờ nói chung 30 điểm mà so với mấy cái điểm này thì giống như là dính chỉ dính răng thôi chứ, giống như mấy cái đồ dính răng thôi chứ, cũng đồ ăn thức ăn dính ngay răng thôi chứ cũng không có hỗ trợ thêm được miếng nào luôn á. Ok thì nói chung là bây giờ cứ gắn hết vô đi rồi tính tiếp. Rồi ơi, bây giờ còn dư một cái nè. Trời ơi, hồi nãy đặt bậy rồi thiệt tình chứ. Ok rồi, mừng quá. Đặt vậy cũng dính nữa, thiệt tình. Oh man, cuối cùng cũng lên được rồi. Oh, mình cũng không nghĩ là mình lên được một cái dàn bet như thế này đấy chứ. Ba con Dark Master, hai con Dark Master này mà nó còn không bằng con Hydra Rainbow, là mọi người hiểu con Hydra Rainbow nó khủng khiếp cỡ nào. Và cái con bet hiếm kia nó còn khó chịu hơn nữa. Mà bet hiếm kia không biết ai có không nữa, nhưng mà mình không nghĩ là mình mở cái hàng ngàn quả trứng mà mình không lụm được một con nào hết. Ê, buồn lắm luôn á. Ok, còn 6 triệu, có lộn, còn 6 tỷ nữa là coi như là xong được cái rương này rồi. Để coi sau khi xong hết cái rương này mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền đấy. Cái này là do mình mở chung với nhiều người này, nên là mình nghĩ chắc là mở nó nhanh hơn. Còn tự mình mở thì có vẻ như nó sẽ lâu á. Tại vì khi mà mình tự mình mở mình đếm được mà, tự canh thời gian mà đếm thôi. Chứ còn mở nhiều người thì đâu canh được, nên là chỉ có nhắm từng chừng thôi. Ồ, à con này con Gold hả? À Golden nè. Công nhận mấy con bé này cũng đẹp ghê ta. Mình thích con này nè, đó, mình thích mấy cái con Dark Master nè. Trời ơi, đúng đẹp luôn. Wow, mà sao cái con này là gì đâu mà cái gai của nó cũng không có được màu Dark Master nữa chứ. Nó đúng màu tối luôn, nó đúng một màu đen luôn. Nó chất liệu đẹp vậy đó mà nghĩ sao đưa ra cái gai không có cái gì hết trơn. Buồn. Ủa thằng này trời. Vai cái cánh nản ý. Cánh là bà kiếm. Oh man. lấy mấy cái cà liệu sắp lại thành cái cánh kìa. Oh, thật là hư cấu. Rồi, thêm một con nữa. Ok, đợi rồi. Hồi nãy mới nhìn thấy 6 triệu đó, giờ ngó lên ngó xuống còn đúng 1 triệu. À còn một, đúng 1 tỷ. Ô kinh thật. Cũng nhanh được chứ. Giờ để coi nha, bây giờ là mình đang gần 7 tỷ nè, để coi mình sẽ lên được bao nhiêu đây. 7 tỷ chắc cũng lên được cũng khấm khá đi. Wow. 8 tỷ. 7 tỷ. Mà tôi mở mới có lúp 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 có một chút chút thôi đó mà giờ lên được 8 tỷ rồi.
Ok. Nói chung là mấy con bé game này cập nhật khá là liên tục luôn, nên là cũng khá là đuối cho những người nào mà đang cày, ví dụ như cày được con Rainbow đã rồi, bây giờ nó ra có cái chế độ Dark Master mà bây giờ mình phải cày lên ngược, mình phải cày lên Dark Master nữa chứ. Wow, cũng phê đây. Đấy, rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đua subscribe cho kênh của mình và comment ở phía dưới nếu như bạn nào thích video này nhé. Bye bye.